trẻ bị hen phế quản là tình trạng niêm mạc đường hô hấp bé bị kích ứng và dày lên việc này gây tắc nghẽn đường thở của bé khiến bé cảm thấy khó thở nguy hiểm hơn có thể gây tử vong nếu như bé không được chăm sóc và xử lý cơn hen hợp lý cho bé nhé cùng tôi tìm hiểu những thông tin này qua video dưới đây để biết được cách chăm sóc trẻ bị hen đơn giản tại nhà nhé những tác nhân khiến trẻ bị hen là gì? Trẻ bị hen chưa xác định được rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này ở trẻ. Tuy nhiên mẹ có thể xác định những yếu tố nguy cơ gây nên tình trạng này. Yếu tố nguy cơ là những yếu tố nếu có mặt thì sẽ có thể gây nên tình trạng này ở bé, tiền sử từ gia đình, những gia đình có bố hoặc mẹ bị hen phế quản thì nguy cơ cao con sinh ra cũng có thể bị hen phế quản. Trên thực tế thì có đến 3 phần 5 trẻ bị hen phế quản do di truyền. Bé có cơ địa dị ứng, cơ địa dị ứng cũng là nguyên nhân khiến bé dễ bị hen phế quản hơn những bé khác. Khi gặp các tác nhân dị ứng thì cơ thể dễ kích ứng hơn nhất là hệ hô hấp của bé, những yếu tố môi trường như phấn hoa, bụi nhà, lông động vật trong nhà, đây được coi như là những dị nguyên. Yếu tố nguy cơ cao gây nên tình trạng hen phế quản. Giới tính cũng là một yếu tố nguy cơ gây nên bệnh hen phế quản, nhiều nghiên cứu cho thấy giới tính nam dễ bị hen phế quản hơn là giới tính nữ. Vì hệ hô hấp của bé trai sẽ hẹp hơn so với những bé gái, hen phế quản có thể bị ảnh hưởng bởi thuốc lá, cũng giống như phấn hoa hay bụi nhà. Khói thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ gây khởi phát cơn hen cho trẻ mẹ nhé. Cách chăm sóc trẻ bị hen đơn giản tại nhà. Hạn chế dị nguyên ảnh hưởng không tốt đến trẻ, bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng cho bé, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ trẻ bị hen mẹ phòng tránh tái phát cho trẻ như thế nào? Phòng tránh hen phế quản cho bé bố mẹ nên lưu ý những điều sau đây đeo khẩu trang cho bé mỗi khi ra đường. Không khí thì ngày càng trở nên ô nhiễm và độc hại hơn đây là nguyên nhân khiến cho bệnh hen phế quản gia tăng. Vì vậy một số biện pháp an toàn, dễ dàng sử dụng và không gây tốn kém được khuyên dùng cho bé đó là luôn cho con đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Giữ ấm cơ thể trẻ, tác nhân dễ khiến trẻ mắc phải những đợt hen phế quản cấp và các bệnh ở đường hô hấp khác chính là không khí bị lạnh. Chính vì vậy tới mỗi khi thời tiết giao mùa hoặc trời trở rét mẹ nên giữ ấm cơ thể cho bé mẹ kiêng ăn các loại thực phẩm gây dị ứng cho bé, đối với bệnh hen phế quản cũng như các bệnh lý khác ở đường hô hấp, một số nhóm thực phẩm không được khuyên dùng cho trẻ vì có thể xảy ra các phản ứng hóa học gây bất lợi khi tương tác với thuốc hoặc các tác nhân gây bệnh khác. Thận trọng khi dùng thuốc hen phế quản cho trẻ, nguyên tắc khi dùng thuốc để điều trị đối với bất kỳ một bệnh lý nào ở trẻ cũng là tuân thủ đúng phác đồ mà bác sĩ đã đặt ra cho người bệnh. Mẹ tuyệt đối không được tự ý mua thuốc và sử dụng sai thời gian cũng như liều dùng thuốc hen phế quản nhằm tránh các hậu quả và biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra đối với sức khỏe của trẻ và tính mạng của người dùng. Không nên sử dụng aspirin cho trẻ. Nếu cần dùng, nên chọn nhóm acetaminophen. Khi đi khám bệnh khác hoặc mua thuốc cho bé cần khai rõ bản thân bị bệnh hen suyễn. Tránh hóa chất và các mùi lạ, không để có mùi nồng gắt trong phòng bé. Không nên đốt nhang, không nên sử dụng các vật dụng có mùi khi trẻ bị hen ở nhà không nên sử dụng chất tẩy mạnh không nên phun thuốc diệt côn trùng không sử dụng sơn hoặc nấu thức ăn có mùi gắt làm sạch nhà trước khi trẻ ở nhà tránh xa những nơi có khói thuốc thuốc lá có rất nhiều chất gây độc hại cho cơ thể và gây ảnh hưởng đến người trực tiếp đến người hút thuốc và người không may hít phải khói thuốc điều này sẽ càng trầm trọng hơn đối với trẻ bị bệnh hen một số hóa chất trong khói thuốc sẽ gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp vì vậy trẻ lên cơn hen của bạn có thể tái phát và trở nặng hơn tăng cường sức đề kháng cho trẻ bị hen. Với những bé bị hen mẹ nên chú trọng đến việc bổ sung vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho bé. Ngoài ra thì việc giúp tăng cường sức đề kháng sẽ giúp trẻ giảm tần suất xuất hiện các cơn hen cấp. Khi xuất hiện cơn hen thì hậu quả của nó gây ra cho trẻ cũng không quá nặng nề. Ít ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ mẹ nhé. Cùng tôi tìm hiểu về thành phần cũng như công dụng của sản phẩm này. Lý do tại sao sản phẩm này lại giúp bé tăng cường sức đề kháng tốt đến vậy? Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé, công dụng của bioimucan là gì? Bổ sung những vi khuẩn có ích ức chế vi khuẩn có hại. Lập lại cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp phòng ngừa rối loạn tiêu hóa, đầy bụng ợ hơi, khó tiêu tiêu chảy, đi ngoài phân sống, tiêu hóa kém, kích thích cơ thể bé sản sinh kháng thể tự nhiên. Tăng cường hệ miễn dịch cho bé, tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể bé luôn khỏe mạnh chống lại bệnh tật. Đặc biệt ở trẻ nhỏ hay ốm vặt, viêm họng, ho, viêm mũi dị ứng, viêm đường hô hấp cảm cúm dị ứng thời tiết bổ sung các vitamin, khoáng chất cùng với axit amin cần thiết giúp kích thích trẻ ăn ngon, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, giúp bé bồi bổ và nâng cao sức khỏe cho bé, giúp kích thích bé ăn ngon hơn, hỗ trợ điều trị chứng biếng ăn ở trẻ nhỏ và người lớn, giúp phòng và điều trị rối loạn tiêu hóa do rối loạn vi khuẩn đường ruột do bé dùng thuốc kháng sinh dài ngày, giúp hỗ trợ điều trị những bệnh đại tràng cấp và mãn tính. Tại sao lại nên chọn bioimucan can bổ sung beta glucan cho bé? Sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu uy tín trên thị trường, sản phẩm đã được nghiên cứu kỹ càng rồi mới đến tay người sử dụng, Bioimmun can được nhiều mẹ sử dụng cho con và vô cùng hài lòng. Sau khi sử dụng sản phẩm bé ăn ngon hơn, khỏe mạnh và ít ốm vặt hơn rất nhiều. Ngoài bổ sung beta glucan thì Bioimucan can còn bổ sung thêm lợi khuẩn, vitamin nhóm B, các axit amin cùng với vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp bé nâng cao được sức đề kháng tổng thể, đặc biệt trong bio can còn chứa đa dạng các loại enzyme tiêu hóa, giúp tiêu hóa của bé khỏe mạnh hơn, từ đó sức đề kháng được tăng cường rõ rệt. Trên đây là những thông tin về việc chăm sóc trẻ bị hen xuyễn đơn giản ngay tại nhà. Mẹ nên tham khảo để biết cách chăm sóc con hiệu quả, hợp lý nhé. Cảm ơn các mẹ đã xem hết video này. Hy vọng rằng video sẽ cung cấp được những kiến thức bổ ích, giúp mẹ chăm sóc sức khỏe bé hiệu quả hơn nhé. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.